Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội 2020 được coi là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng, mua sắm, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, phục hồi sản xuất hậu dịch COVID-19. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Theo Sở Công Thương Hà Nội, Sở đã phối hợp cùng với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối thuộc mọi thành phần kinh tế tổ chức chương trình 60 ngày vàng khuyến mại với mức chạm đáy tới 100% giá trị hàng hóa dịch vụ để kích cầu tiêu dùng sau khi dịch COVID-19 được khống chế. Trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có nhiều hoạt động khuyến mại như tuần hàng Việt, ngày vàng khuyến mại, phiên chợ Việt, hội chợ mỗi xã một sản phẩm, các sự kiện kích cầu du lịch, hội chợ vàng hàng xuất khẩu với quy mô 300 gian hàng, tháng khuyến mại Hà Nội 2020 và 12 sự kiện kích cầu nội địa, khuyến mại giảm giá do Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai. Mặc dù chương trình mới diễn ra từ đầu tháng 6 năm 2020 nhưng đã thu hút trên 600 doanh nghiệp, dự kiến đến hết tháng 7 sẽ thu hút hàng nghìn doanh nghiệp tham gia. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nêu rõ, chương trình khuyến mại tập trung Hà Nội năm 2020 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thiết thực, đặc biệt là những khuyến mại lên đến 100% sẽ là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp khôi phục, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.